Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. 5 tuyệt chiêu thanh lọc cơ thể tại nhà giúp gan xóa sổ độc tố, cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày. Độc tố cơ thể là những cặn bã, chất độc, yếu tố gây hại có trong không khí, thức ăn, nước uống được con người hấp thụ vào cơ thể hàng ngày. Các chất độc khi vào cơ thể sẽ được bộ lọc tự nhiên trong cơ thể là gan, thận, vân vân thải ra ngoài. Uống nước giải độc. Uống nước luôn được coi là một trong những phương pháp tốt giúp giải độc cơ thể, bởi nước sẽ giúp gan thận hoạt động tốt hơn và đẩy độc tố ra khỏi người bằng đường tiểu nhiều hơn. Tuy nhiên, cần uống đủ nước chứ không nên uống quá nhiều nước. Uống quá nhiều nước sẽ dẫn đến tình trạng trữ nước, gây khó chịu, mệt mỏi, thậm chí có thể gây ra rối loạn hoạt động của gan, thận, khiến chúng phải làm việc vất vả hơn và việc thải độc khó khăn hơn. Uống trà vào buổi chiều. Uống một tách trà buổi chiều có thể giúp cải thiện tiêu hóa, bổ sung nước cho cơ thể. Trà xanh giúp tăng cường chất chống oxy hóa và tăng cường trao đổi chất và làn da khỏe mạnh. Vận động. Tăng nhịp tim có nghĩa là sự gia tăng lưu lượng máu sẽ giúp cơ thể bạn tự xả sạch độc tố. Trong thời gian làm việc tại công sở, bạn nên đứng lên đi lại và vươn vai, co duỗi cơ toàn thân sau mỗi 1 giờ đồng hồ. Bạn cũng có thể tranh thủ đi cầu thang bộ. Tắm nước ấm. Trước khi đi ngủ, để kết thúc quá trình thanh lọc cơ thể trong ngày, bạn hãy tắm nước ấm nóng được xả từ vòi sen hoặc ngâm mình trong bồn tắm pha muối khoáng để có giấc ngủ tốt. Một ngày làm sạch cơ thể hoàn hảo sẽ kết thúc bằng bài tập yoga nhẹ nhàng trước khi ngủ. Ăn nhiều rau xanh. Rau xanh được biết đến là loại thực phẩm có công dụng giải độc cơ thể rất tốt. Do vậy, bữa ăn cần đầy đủ khẩu phần rau. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với những loại rau sạch. Với những loại rau quả không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì tác dụng sẽ ngược lại, làm tăng thêm chất độc gây hại cho cơ thể con người.